Theo Tổng cục Thống kê, quý 1 năm 2021, dù số người thất nghiệp giảm, tuy nhiên dịch bệnh COVID-19 đã khiến 2 triệu thanh niên không có việc làm. Theo đó, số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 1 là gần 1,1 triệu người, giảm 137.000 người so với quý trước và tăng 12.100 người so với cùng quý của năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 1 là 2,42%, giảm 0,21 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,08 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Những tác động xấu do đợt bùng phát lần thứ 3 của dịch COVID-19 đã khiến 9,1 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên bị mất việc, tạm nghỉ, tạm ngừng sản xuất kinh doanh, giảm giờ làm, nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên và giảm thu nhập. Tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực như vui chơi giải trí, giảm 359.000 đồng, vận tải kho bãi giảm 234.000 đồng.